Đưa đây em đỡ đó chị nói gì. Đấy, chó này. Mẹ đâu à? Đi qua nhà bà ba coi, nghe nói nhà bà bị cháy. Tao qua tao coi nè. Đấy. Trời ơi. Tao chiên đời báo kiếp cho thằng nào con nào mà tới đốt chuồng gà nhà tao nhá. Tao nuôi một đàn gà để Tết tao bán tao kiếm lời. Tại sao mà mày đốt chuồng gà nhà tao? Tao trù cho mày á. Mày đi đằng đông thì mày lạc đằng đông, mày đi đằng tây thì mày lạc đằng tây. Mà mày đi xe hơi á thì bị hết xăng, mày đi xe máy á thì bị xì lốp, mày vào trong nhà thì bị cúp điện. Đó, mày nghe rõ tao chửi chưa? Hả? Ôi, mà có cái gì nghiêm trọng mà mày chửi dữ rồi ba? Không có gì nghiêm trọng hết. Đây này, một đàn gà nó đứng chui của tao hết rồi đây này. Ủa, rồi bà có báo công an chưa? Rồi hay là bà có gây thù chuốc oán gì với hàng xóm láng giềng không? Tao chưa kịp báo công an, tao chẳng có gây thù chuốc oán gì hết. Năm đời bảy đời chín kiếp nhà tao á, ăn ở có đức độ, ăn ở có làng xóm. Mày nhìn tao á, mày biết gia đình nhà tao tử tế, hiền lành như thế nào rồi. Ừ, hiền. Hiền. Thôi, để tụi con vô coi có sao không cho. Thì đó, hai đứa cho mày vào đi, giải quyết cái vụ việc này cho tao. Tao sẽ tặng cho mỗi đứa một gà nướng chui. Đi đi. Tức muốn chết thì được. Cái lũ quỷ ở trong cái xóm này, chịu sao nổi. Mà ăn chai nước nha. Nhiêu ạ? 20. Mắc chưa? Mấy tiếng nhìn đạo không? Ơ, anh Phương. À, để chơi gì anh? Dạ, qua chơi vậy thôi. Nhà này bắt được không? Thôi, cũng lầy rai rồi mày ơi. Mua gì không? Không, qua nhiều chuyện với ông tí mà. Mà ông biết vụ nhà bà ba bị cháy chuồng gà không? Ghê lắm, nghe đâu bị đốt pháo á. Mà mấy thằng trẻ gì manh động à. Pháo á mà nó đem nó đốt, công an biết nó bắt chết luôn. Tao có nghe nói gì đâu. À, bị lâu chưa? Mới đây hàng xóm không quan tâm vậy chứ. Mà không biết ai bán, có khi nào ông bán. Ê, mày khùng hả mày? Tao đây làm ăn đàng hoàng, buôn bán ba cái đồ tập quá thôi. Bánh kẹo, mứt, trái cây nữa. Cái nào thấy mới tin chứ. Nói ai mà tin. À, mình quen biết nhau ha. Không tin. Nè, coi đi. Bánh mứt, chuẩn bị Tết á. Mứt hương dương rồi ha. Mà thôi đi, mày cũng rảnh hơi quá. Sáng sớm qua đây cà khịa tao. Rồi mày lượn đi cho nước trong đi anh ơi. Tao còn đi giao hàng nữa. Thì đi đi gì tao cũng rảnh quá trình bày với mày. Gì đâu. Gì? Mày á, tao nói mày rồi, chơi cẩn thận xíu. Mày chơi manh động quá, bây giờ thám tử nó nghi ngờ rồi kìa. Hàng tao giấu chỗ khác rồi. Ra kia chờ tao xíu đi. Nhớ phải cẩn thận. Công an mà thó cả lũ á, đi tù á. Anh dắt em đi đâu anh Phương? Nhà này nhà tao, mày yên tâm đi. Tao chuẩn bị để sau này về ở ẩn mà. Gì ghê vậy? Cũng phải chuẩn bị đường hậu chứ mày. Sao? Thấy được không? Thôi, vô. Nè. Bao lô mày luôn. Nổ giòn không đó anh? Bao. Thử không? Thử không? Thôi, được rồi. Tiền đi. Rồi, mang ra ngoài đi, em gửi tiền. Đi. Lần này anh bao mày đốt trước cả tháng luôn. Hành vi tiêu thụ và tàng trữ chất cấm của anh đã bị tôi phát hiện rồi. Tối hôm trước, tôi đã chứng kiến một kẻ bịt mặt ném pháo vào xe của chị Tám, làm chị ấy ngã xuống đường. Và khi tôi chạy đến để can thiệp, kẻ này đã có hành động chế giễu tôi rồi bỏ chạy. Tôi chỉ nghĩ đây là một trò nghịch ngợm, phá phách nên tạm bỏ qua để đưa chị Tám đến bệnh viện. Nhưng ngày hôm sau, đến lượt chuồng gà của bà ba bị cháy, gây thiệt hại về tài sản rất lớn. Đây này, một đàn gà nó đứng chui của tao hết rồi đây này.
tôi đã vào sân sau để kiểm tra hiện trường và tìm thấy một xe phao giống như ở con hẻm tối hôm trước. Tôi kết luận đây chính là nguyên nhân gây ra cháy nổ và rất có thể là cùng một thủ phạm, nên tôi đã cùng công an phối hợp điều tra. Ở quán nước, tôi đã nhìn thấy thanh niên này đeo một chiếc nhẫn rất to ở ngón tay giữa của bàn tay trái, giống như kẻ đã giơ tay khiêu khích tôi ở tối hôm trước. Và chúng tôi xác nhận anh ta là đối tượng tình nghi và bám theo anh ta để tra hỏi. Gì? Mày là cái thằng đốt pháo là mà tắm té xe đúng không? Mày đừng có mà vu khống. Cho mày có chứng cứ không? Này là gì? Nhờ cái chiếc nhẫn này mà tao mới biết mày á. Xét người đó. Ê! Bỏ ra. Này. Chói đi. Mày chói nữa đi. Lên phường mày. Đi. Chúng tôi cần biết ai là người đã cung cấp số pháo này cho anh. Em biết gì đâu. Nếu anh thành thật khai báo, chúng tôi sẽ xem xét khoan hồng. Còn không thì hình phạt phải lên đến 11 năm trong tù đấy. Ken đã ngoan ngoãn hợp tác và khai người bán pháo cho anh ta chính là anh Phương bán tạp hóa. Khi tôi đến cửa hàng để hỏi chuyện anh thì anh liên tục chối là anh không có bán pháo. Tao đây buôn bán đào đồ tạp hóa thôi. Nhưng khi kiểm tra thùng hàng, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc pháo ám và bịch hạt hướng dương. Anh đã để ý biểu hiện nghi ngờ của tôi nên liền đuổi tôi về trước khi tôi phát hiện. Đi cắn trời. Đúng như tôi dự đoán, anh đã thấy không ổn nên liền đem thùng hàng này giấu đi. Tôi liền bám theo anh để xem kho hàng cấm của anh ở đâu. Nhưng không may tôi đã đụng phải người đi đường. Phút trì hoãn này đã làm tôi mất dấu anh. Chúng tôi buộc phải nhờ Ken lần nữa, vì Ken là khách hàng của anh. Anh dễ dàng tin tưởng và chở anh ta đến nơi giấu thùng hàng. Nhà này nhà tao, tao chuẩn bị sau này về ở ẩn. Gì ghê vậy? Cũng phải chuẩn bị đường hậu chứ mày. Sao, thấy được không? Thôi vô. Chúng tôi nấp bên hông nhà để nghe toàn bộ câu chuyện của anh và tiến hành bắt giữ anh tại trận cùng tang vật. Biết quay đầu là tốt em trai. Mày tao vậy đó. Đi. Sau đây là một số khuyến cáo dành cho các bạn. Chơi pháo là trò tiêu khiển của nhiều người trong dịp Tết. Tuy nhiên, đây là hành vi phạm pháp và nguy hiểm, có thể gây ra thương tích và cháy nổ, thiệt hại tài sản nghiêm trọng. Nhiều đối tượng lợi dụng sự ham vui, thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân để buôn bán lén lút thứ hàng cấm này. Nếu phát hiện những hành vi trên, hãy báo ngay cho cơ quan công an để vào cuộc điều tra và bắt giữ. Và tôi là Vinh Trần, hãy theo dõi tôi xíu các bạn tránh xa những nguy hiểm.